cái sau chạy vòng thì em mới bị trợt té. Thì lúc mà bị té xuống thì không có cái tay để đỡ, mà em sợ té đè lên cái bụng cho nên em né cái bụng, xong rồi cái cầm em đập xuống đất. Dạ, cái xong cái lúc đó sợ cái hai vợ chồng coi em bé có đạp không, có gì không, rồi thấy không đạp gì hết, cái vô bệnh viện. Chương trình được đồng hành bởi son Yurika Nhật Bản. Và hôm nay chương trình rất là hân hạnh được mời một bà mẹ bỉm sữa kiểu Mỹ có một cái tên cùng với Kim Hiền, đó là Thái Hiền. Dạ. Xin chào chị Kim Hiền và anh Hoàng Anh. Em tên là Thái Hiền, em hiện là kỹ sư. Năm nay em 30 tuổi, hiện em đang là mẹ bỉm sữa của một bé gái 7 tháng. Biết được cái tin mình có cái vậy em hồi hộp không? Dạ nhiên đó, hồi lúc đó là em với chồng là đi chuẩn bị đi du lịch Âu Châu. Cái xong rồi đi thì cũng thấy bị trễ kinh rồi. Dạ. Cái nên mới nói thôi đi, bây giờ đi mua que thử cho chắc ăn, mà lúc nào cũng biết là không có đâu. Giờ đi thử cho biết thôi, thử để cho... Không nghĩ là mình sẽ có đúng không? Lúc đó nửa đêm rồi, em tự dạy chồng đi tới... tiệm thuốc tây mua mua cái que thử thai. Thì tới cứ đi dọn không có kiếm ra. Cái xong cái ông bán chạy lại hỏi làm gì đây 12 giờ đêm anh cũng hay làm. Cái nói là muốn mua đồ vậy. Cái xong chị tới chỗ đó. Cái xong mình về thử thì cái quả thử không có rõ ràng. Như hai cái nó có hai vạch, thì cái vạch mà control á. Nó không cái vạch control nó không có hiện lên luôn. Ủa sao kỳ vậy? Dạ thì em mới đọc. Nó thì nó nói nếu cái vạch nó không hiện lên thì kết quả thử nghiệm không chính xác. Cho nên là nói thôi để đi ngủ, sáng ngày mai thử lại. Cái sáng ngày mai thử lại nó cũng y vậy luôn. Cũng giống như tối hôm qua cái vậy hả? Không biết luôn. Rồi có bỏ cuộc không? Dạ không, chiều về đi mua về thử tiếp. Đi tới tiệm cũng gặp đúng ông đó nữa. Cái xong cũng mua lại nữa. Một lần mình mua hai thứ. Dạ hai một que. Lần cái hộp đó thì nó có hai que mà. Dạ. Kỳ thứ hai em mua cái loại tốt hơn cho chắc ăn. Rồi về thử nó cũng giống vậy luôn. Thấy lạ quá cái thôi nói hai vợ chồng nói thôi đi bác sĩ coi sao. Thì lúc đó bác sĩ nói là có thai thì mới tin. Ủa vậy là cái lỗi là lỗi do cái đồ thử thai. Em cũng không biết sao. Sao kỳ vậy ta, thường là thử cái đó là nó rất là chính xác. Nhưng mà đáng lý ra em phải tới có cái dấu hiệu. Cuối cùng cái que cuối cùng thì nó hiện lên rất là mờ. Vậy hả? Đến nỗi mà cái que thử mà nó còn không phát hiện ra mà để cho bác sĩ mới biết được á. Giống như những nhiều trường hợp em hay rớt vô cái mà giống như thí dụ 90% người ta sẽ mắc cái trường hợp em lúc nào cũng vô 10% còn lại. Vậy á hả? Công việc cũng vậy. Có được hả? Chú đồng đất rất là cao. Biết là chắc chắn có thai rồi đó. Xong tụi em mới quay lại cái chỗ bán thuốc á. Pharmacy. Nhà thuốc á để bắt đầu mua thuốc bổ thì lại gặp cái ông đó nữa. Cái ông ở chỗ mua que thử. Ông ơi. Ông ấn tượng đó. Cái xong kỳ này gặp ông 3 lần rồi. Cái xong kỳ này ông ấy mua thuốc bổ rồi. Cái ông nó hương có thai rồi hả? Dễ thương. Rồi cái xong thì lúc đó đâu không dám nói ba mẹ luôn. Sao vậy? Tại vì sợ là sẽ không cho đi chơi. Rồi hai vợ chồng vẫn tiếp tục đi chơi. Trời ơi. Dạ. Lúc về tới vừa đáp máy bay cái người gọi phone kêu mọi người tới. Cái ai cũng tới nghĩ là ồ chắc có quà. Trong đi du lịch thì cũng có quà thiệt nhưng mà quà này đặc biệt hơn hả? Quà này cho mọi người biết. Dạ. Từ đó mới quyết định là báo cho mọi người biết. Dạ. Cái tuần về là ngày lúc đó đi khám là đã được 9 tuần. Rồi trong cái quá trình mang thai em có thấy khó chịu không? Trước đó là chồng em có sửa nhà. Em đâu lúc đó đâu biết đâu thì đi lót gạch, đi sơn tường, đi vâng. Dạ là em làm luôn á hả? Em làm chung với chồng. Cái xong lúc mà biết là có thai rồi, chồng nó ở nhà đi. Đúng rồi, người ta nói là khi mà mấy tháng đầu á là nên phải dưỡng sức không thôi là em bé nó sẽ đi ra, nó sẽ rất là lớn. Không được để là dướng tay cái để đúng rồi, dướng. Đúng rồi. Khó tránh nhưng phụ nhìn như vậy. Đúng rồi, đúng rồi. Không có khó chịu cũng như bình thường rất là dễ. Có thích ăn cái gì lạ mà mình thích không? Em thích ăn món rất rẻ tiền, hamburger. Ồ vậy là bình thường lại ăn món
mặc bình định. Thường em ăn đâu, bình thường em ăn đồ Việt đồ tự nhiên cái có hai cái thèm có nghĩa là từ đồ Việt mà chuyển thành cái đồ Tây nhiều hơn ha. Yeah. Chị có nghe nói á, là khi mà mình mang bầu thì là sẽ là có cái thói quen là ăn giống ông xã của mình, người cha của đứa bé. Đúng, yeah, rồi. Đúng rồi, đúng không? Yeah. Có nghĩa là anh chồng nhà em cũng thích ăn hamburger. Hoặc anh có bị không vậy? Chứ Hiền thấy là Ivona nhà Hiền là bị đó. Hiền rất là ghét ăn noodle, cực kỳ ghét luôn, không hiểu tại sao. Mà lúc mang bầu lại thích ăn. Không hiểu. Chắc là mỗi người mỗi khác. Cũng giống như anh bình thường đâu có thích ăn sầu riêng đâu. Nhưng mà khi mà vợ của anh mang bầu vô lại thích ăn sầu riêng. Và anh đâu có thích ăn sầu riêng lắm đâu. Phải không? Có những cái trường hợp và không trường hợp, nói chung là mỗi người cũng sẽ thích khác nhau khi mang bầu. Em ăn no ngủ kỹ cho nên vậy hả? Em có bị lên tăng cân không? Lúc mà 3 tháng đầu thì em lên rất là nhanh. Cái xong rồi thấy gì cũng lên, hơi sợ quá, thế là bắt đầu 6 tháng sau ăn uống điều độ lại. Hiểu quá. Trong quá trình mang thai á, thí dụ mà thường thường người phụ nữ á, 3 tháng đầu thì tâm lý họ sẽ như vậy, còn từ tháng thứ 4 thứ 7 thì sao, thứ 7 tới tháng thứ 9 thì sao, cho nên là thay tâm lý thay đổi đúng không? Rồi, có theo giai đoạn vui, luôn cái đó. Vui, cái buồn, dạ đúng rồi. Em có trải qua được cái cảm giác đó không? Dạ, thì lúc khoảng 5 tháng là ngay vào ngày dịp Noel á, thì lúc đó em ở nhà chồng em cũng thấy buồn. Cái xong rồi cái hai vợ chồng mới quyết định là sẽ nuôi một con chó. Em đem về một con cún con rất là nhỏ, rất là dễ thương. Thì có một kỷ niệm vui là em cũng biết nó vui buồn nha. Rồi sao lại? Lúc đó em đi chạy chơi vòng vòng với con chó. Thì lúc đó trời... Là em đã 5 tháng mà em chạy chơi vòng vòng với sân. Rồi cái xong lúc đó trời lạnh, cái em mới mặc áo lạnh mà em rút hai cái tay vô chồng. Cái xong chạy vòng vòng thì em mới bị trợt té. Thì lúc mà bị té xuống thì không có cái tay để đỡ. Mà em sợ té đè lên cái bụng cho nên em né cái bụng. Xong rồi cái cầm em đập xuống đất. Dạ, cái xong cái lúc đó sợ cái hai vợ chồng coi em bé có đạp không, có gì không. Rồi thấy không đạp gì hết. Cái vô bệnh viện thì cái giống như trong bệnh viện không, chắc là xưa không biết chị trong hiện giống vậy không, là người ta sẽ hỏi mình là có bị bạo hành không? Đúng rồi. Người ta cứ nghĩ ở bên đây chồng em bắt bạo hành em hay sao? Đúng rồi. Yeah. Họ luôn bảo vệ cái người phụ nữ ở bên đây, họ luôn bảo vệ. Tại vì khi mà mang vô bệnh viện mà thấy ví dụ như người phụ nữ có vết bầm hay là tất cả mọi thứ là sẽ quay qua hỏi vậy. Dạ. Nên là Hoàng Anh. Bà ở nhà không dám đi bệnh. Không dám làm gì hết đó. Rồi sao rồi? Lúc sao đó rồi bác sĩ. Sau cái đó thì mới phát hiện ra là em có nhau tiền đạo á, là cái nhau em nó phía trước. Cho nên là khi em bé đạp thì không có cảm giác được, chỉ là khi nó đạp ở hai bên hông thì sẽ cảm giác được. Nhưng mà khi mà cái bầu nó vậy thì thường em bé nó đạp thì nó mình sẽ thấy. Dạ. Thí dụ nó u lên, có lúc thì nó u nó lên. Rất là em không có cảm thấy nó đạp nhiều. Tại vì dạ không có như nguyên là, một cái nhau. Thường là cái nhau sẽ nằm ở giữa cái xương sống của em bé. Thì nhau của em nó nằm ở trước. Cho nên những lúc bé đạp trước thì là mình không có feel được cảm giác gì. Dạ. Thường là con so thì sẽ đẻ sinh sớm hơn. Em có bị cái trường hợp đó em không? Hay con là... em đúng giờ đúng ngày lắm. Ngày dự sinh là ngày 25 tháng 4. Thì sáng ngày 24 tháng 4 là... Bắt đầu có dấu hiệu đó. Em bị bể ối. Hay quá hả? Đúng giờ. Cái đó là do bác sĩ dự sinh hay là do mình chọn ngày sinh bác của bé? Bác sĩ dự sinh. Thì sáng bữa đó là 4 giờ sáng là em đang ngủ. Tự nhiên không biết là mình bị bể ối. Cái xong rồi vô restroom kiểm tra lại. Cái xong rồi chạy ra nói chồng là anh ơi, anh chuẩn bị làm cha chưa? Dễ thương quá. Cái xong rồi chồng ngồi bật dậy nói ok bây giờ đi vô bệnh viện thôi. Cái xong rồi sao cuống cuồng đi chuẩn bị lấy túi sách vỏ quần áo này nọ. Cái em nói thôi để em đi tắm. Cái xong rồi vô em đi tắm từ từ. Trời. Em có biết là cái sự nguy hiểm không? Tại vì khi mà vỡ nước ói như vậy á, nó sẽ làm khô cái đứa bé, nó sẽ làm khó thở mà còn đi tắm nữa mới hay. Tức là mấy ngày tới em không được tắm. Vậy. Cho nên em đi tắm. Rồi cái xong rồi cái nhà em có con chó thì phải kiếm chỗ đi gửi con chó. Thì không ai chăm sóc nó. Dạ. Rồi cái xong rồi cái hai vợ chồng đi ăn sáng. Vậy luôn á. Từ từ thanh thản á. Tới lúc 6 giờ là vô tới bệnh viện. Thì bác sĩ kiểm tra nói là bị bể ối. Rồi cho nhập viện. Rồi lúc đó ông bà ngoại bà nội được có đến không? Lúc đó thì bắt đầu em mới text kêu mọi người tới.
Nhưng mà cái này chị hỏi thiệt luôn là trong cái quá trình mà vỡ nước ói vậy á, nó nhiều không? Hay là nó chỉ rỉ ướt cái quần của mình? Nhiều. Trời em gan á. Tại vì thường mà mấy cái đó rất là nguy hiểm. Chồng em cũng nói thôi lúc tới bệnh viện thì thôi để nó có cái xe. Đúng rồi, có cái xe để đẩy. Để đẩy vô, em nói không đi được mà. Thôi em đi mà giống như bắt đầu cảm thấy là nó ra rất là nhiều rồi. Lúc đó cũng sợ lắm. Mà cũng biết sao, cảm thấy bình tĩnh lắm kìa. Vợ chồng rất là vô tư ha. Ung dung đi. Đi đẻ anh ơi, đi đẻ. Đàn cha là đi em. Trước khi đi mình ăn sáng cái không, nha. Nhưng mà thực ra Hoàng Anh biết không, khi mà mình càng vô tư, cái thần thái mình càng tốt á, thì mọi thứ nó đều rất là êm đẹp. Còn nếu như mà mình bị stress hay gì á, thì cái câu chuyện, nói chung là mọi thứ nó sẽ rất là tệ. Rồi suy nghĩ tích cực hơn là tiêu cực, đúng không? Không biết là Hiền với hai em Hiền có nghe hai cái mẹo mà người lớn hay nói á, để đưa một người phụ nữ mà đi đẻ đó thì phải là một người đó nó nhanh nhẹn. Để cho hả? Người phụ nữ đó đẻ mau hơn. Ủa vậy hả? Chứ ai mà rề ra thì tới đó phụ nữ đẻ lâu lắm á. Chắc những, vậy những, cũng những, đúng á. Ở bên Việt Nam những người lớn họ có cái quan điểm như vậy, họ nói như vậy. Vậy á. Còn Hiền á là hai người rồi. Là người nào cũng đi sai chỗ. Chồng biết là chồng em có đi sai chỗ. Nói chung là nôn để có em bé nó ra, được nhìn thấy mặt em bé tất cả. Thì cái cảm giác em nôn. Dạ nôn lắm. Có nghĩa là mình vô trong đó mình chỉ mới ráng đi, ráng cố gắng hết mọi cái mình phải vượt qua. Thì cái cơn đau đẻ nó đau. Nó đau kinh khủng luôn. Em với chồng là tìm hiểu rất là nhiều, tụi em đi học cách thở, đi học. Đúng rồi, cái đó quan trọng lắm. Dạ cho nên là tụi em tìm hiểu rất là nhiều thì biết là em sẽ dùng cái thuốc giảm đau mà chích vô tủy sống á. Thì tụi em bàn tính với nhau, em nói với chồng rồi bây giờ chỉ cần cảm thấy đau chút xíu thôi là sẽ chích cái thuốc đó liền. Thì lúc vô tới đó thì 6-7 tiếng đầu thì không có bị gì hết. Em ngồi chơi, Facebook, rồi shopping này nọ. Thế hệ trẻ có khác không? Xong rồi sau đó thì bắt đầu có cơn đau lên thì y tá nói là thôi nó chưa có đau nhiều vậy thôi chích thuốc mà để gây buồn ngủ thôi. Y tá nói là chích thuốc này vô em sẽ buồn ngủ, rồi xong 2-3 tiếng sau em thức dậy nếu mà đau hơn thì mình sẽ chích thuốc vô tủy sống. Thì lúc chích thuốc đó em nói với lại ba mẹ chồng em thôi đi về nhà đi, em ngủ 2-3 tiếng mà không sao đâu. Cái mọi người đi về hết, chỉ cần cỡ 15 phút 20 phút sau nó bắt đầu nó rất là đau. Mà nó đau thì là đau mà lúc đó thuốc nó lại thấm rồi, cho nên là em cứ bị buồn ngủ mà lại quá đau em ngủ không được. Xong cứ lờ đờ không có làm được gì hết. Cái xong lúc đó em gọi chồng em gọi thì chồng em chạy bắt đầu tức tốc chạy vô liền. Và xong em gọi y tá tới là muốn chích thuốc epidural. Thì lúc đó cái khoảng thời gian nó chắc cỡ 15-20 phút thôi mà em cảm thấy nó dài. Đúng rồi. Rất là ám ảnh. Đau. Thực ra là tại vì cái khi mà cơn đau đẻ nó đau từng cơn. Ví dụ như là mình ráng mình hít thở nha, cho đều nha, nhưng mà nó đau đó, cái nó hết mà hết hẳn luôn. Xong rồi khoảng tầm 1 phút rồi bé hả? Xong rồi nó lại đau, nó đau ngắt lên. Rồi xong rồi nó lại giảm đi. Nhưng mà cỡ khoảng bao lâu thì bắt đầu xanh? Có 2 tiếng sau là tử cung em nó đã nở rồi. Cái xong lúc đó bác sĩ nói ok bây giờ mình chuẩn bị rặn nha. Cái xong em mới nói với bác sĩ là thôi em đợi em phải mang contact lens vô, em phải đẹp để cho con em nhìn thấy em đẹp. Đây là những cái trường hợp mà phụ nữ là không có tránh khỏi nè Hoàng Anh. Hình như là tâm lý chung đúng không? Dạ đúng rồi, tâm lý chung á. Những trường hợp trước rồi cũng thấy là người phụ nữ phải chuẩn bị son phấn đi đẹp, cho son phấn để... Dạ đúng rồi. Tại vì... Sau đó mình còn phải chụp hình để lên Facebook mà. Tại vì cái đó là một cái gì đó rất là đặc biệt trong một cái ngày quá đặc biệt, nên là thành ra là mọi người có sự chuẩn bị. Còn chị là không có một cái sự chuẩn bị gì luôn, tại vì đau quá em ơi, đau mà chị thấy là sao á, là xung quanh luôn chị bị như vậy á. Phải sắm mấy bộ đồ vest để vợ đi đẻ. Không, nhưng mà đẻ em bé, khi mà sanh em bé mình cũng đâu có biết được đâu. Có người thì đúng ngày giờ, nhưng mà có những người thì cái giờ nó khác. Mà thậm chí giống như Hiền nè, bác sĩ còn nói ô đứa bé ra 7 giờ nó sẽ ra đời nha. Đâu có đâu, 5 giờ ra rồi. Không có chuẩn bị kịp, không có một cái chút gì tâm lý á. Rồi chồng em cũng bên cạnh luôn. Dạ, chồng em với mẹ em là bên cạnh. Rồi đừng có nói là chồng em cũng sơ phì khi mà đứa nhỏ ra nha. Đăng lên Facebook không? Dạ có. Có chứ. Và chắc chắn là lượng like và lượng chúc mừng của mọi người rất là nhiều. Tại vì ai cũng muốn đón nhận cái tin vui này hết. Bé đầu tiên của cả hai bên nội ngoại cho nên là... Vậy luôn. Trời ơi. Cho nên là cả nhà ai cũng rất là welcome. Vậy á. Rồi xuống.
Nói chung là em bé ra đời là khỏe đúng không? Cân nặng cỡ khoảng bao nhiêu? Em 6 pound 13 pound sẽ cỡ khoảng 3 kg. 3 kg mấy? Đúng rồi. Con chị là 6.6 pound. Dạ cũng cỡ cỡ. Từ 2.8 2.9 tới 3.2 là cái trọng lượng là chuẩn nhất của đúng một rồi. Bé đó. Dạ đúng rồi. Đứa nhỏ nó có bị quấy không? Khi mà bữa đêm á. Dạ rất là may mắn là không bị luôn. Từ lúc mà sinh tới giờ là có 1-2 ngày là nó quậy thôi. Là ngủ tới sáng luôn hả? Đêm nào thì nó cũng sẽ bú một lần ở giữa đêm. Giữa tại đêm vì, dạ lúc em sẽ ngồi dậy để hút sữa. Dạ. Thì lúc đó em đánh thức nó dậy cho nó bú. Vậy hả? Dạ. Cho theo đúng cái kế hoạch luôn. Là phải đúng giờ. Không có cần em bé lên tiếng à. Không có cần em bé quấy gì hết á. Dạ. Mà đó cũng là cái... Dạ. Dạ giống như là một bản copy nhỏ của bà đó. Vậy mà hồi lúc nó mới sinh ra thì không giống. Mà từ phải giống. Khi mà đi sinh chuyện... em bé thì đem chú cuốn đi gửi. Và khi nào mới đón chú cuốn đó vậy? Ngày đầu tiên về là đón. À vậy đó. Dạ. Nhưng mà thường là chú cuốn sẽ có một cái sự ganh tị đó. Dạ nhưng mà con chó của em nó rất là biết chơi với em bé. Vậy á. Nó thấy em bé đi nằm đó là nó động. Vậy á. Và nó lại nó nói nó là không được liếm vô mặt. Thì nó chỉ liếm vô chân. Nhưng mà em có sợ không? Có sợ lông của con cuốn sẽ ảnh hưởng em bé không? Tụi em cũng không có sợ. Tụi em muốn có một chú cuốn vậy để cho hai bé nó cùng lớn với nhau. Nó cái tình cảm nó yêu thương thú vật và hay hồi xưa là cái giường có hai vợ chồng ngủ thôi, giờ là 4 đứa. Trời ơi. Vậy là em phải sắm một cái giường mà giường king luôn hết chứ còn queen là không nổi rồi đó. Hồi xưa lúc mà mới về thì em có mua một cái giường nhỏ nhỏ cho em bé ngủ. Rồi cái xong bây giờ em bé nó lớn nó hết ngủ được cái đó rồi thì con chó nó nhảy vào đó. Vậy luôn á. Rồi vợ chồng sao? Sau khi có con có khác gì trước khi có con không? Chị em rất là hiểu. Thì tại vì lúc sinh em bé em thường là em biết chị rặn bao lâu mà giống như thường 5 lần. Em bao nhiêu? Wow, em rặn 4 tiếng. Bác sĩ nói. Tại vì khi em rặn 4 tiếng là em rặn không nổi nữa. Bác sĩ nói là em lâu nhất cái bệnh viện đó luôn rồi đó. Không, thật sự. Tại vì ví dụ như Hiền 5 lần là Hiền đã thấy lâu lắm rồi. Một cái cô bé mà ấm thân hình nhỏ nhắn ấm yếu như Hiền thì rặn 4 tiếng hả? Ồ, 4 tiếng lâu lắm. Khi mà mình bước nó ra là mình phải học rất là nhiều. Hít thở, hít làm sao và thở làm sao. Bây giờ em không biết làm sao cho đúng nữa. Thôi nhưng mà thôi, dù sao 4 tiếng cũng ra được đứa nhỏ ha. Cho nên là em bị tear, second degree tear như là nặng hơn những bà mẹ khác. Cho nên cái sự phục hồi đó, nó cũng lâu hơn. Thì sau khi mà sinh em bé 6 tuần thì bác sĩ cũng có khám lại. Và bác sĩ nói là phục hồi tốt nhưng mà sẽ cần thời gian lâu hơn. Cho nên chồng em cũng rất là hiểu. Đúng rồi, để cho cái vết thương nó lành lại. Nhưng mà chồng em có chia sẻ việc nhà này nọ là có thương chồng em ở. Chồng em rất là chia sẻ, lúc nào cũng làm việc làm gì xong lau nhà này nọ xong cũng hỏi còn gì làm không. Thí dụ như cái thùng bỏ rác tả của em bé thì là đây là anh sẽ tự động đi bỏ. Vậy em chặt nó là ô cái thùng này nó tự biết đi rửa, nó tự biết đi bỏ. Dễ thương quá ha. Cũng có một điều mà chồng em ít làm đó là không bao giờ chịu đi rửa bình sữa cho em. Ồ vậy hả? Tại sao vậy? Em cũng không biết nữa. Nhưng mà chồng em biết thay tả cho con rồi. Dạ, gần như 3 tháng đầu là chồng em thay tả hết luôn. Chồng thay tả, chồng đổ rác tả cho bé mà tại sao? Không chịu đi rửa bình sữa. Em có hỏi lý do tại sao không? Em không biết nữa mà em complain cái là ngày hôm sau bình sữa sẽ được rửa sạch sẽ. Rồi qua ngày hôm kia. Rồi cái ngày được ngày thôi, cái ngày hôm sau nữa thì tới phiên em rửa lại. Vậy ha. Nhờ chương trình này thì mấy mốt con em mà coi lại á, nó là một cái kỷ niệm rất là hay. Nó hay cho em bé mà nó còn hay luôn cả cho vợ chồng em. Vì nó là cái kỷ niệm mà có thể là bình thường em có thể em nhắn tin lời yêu thương, nhưng mà cái này sẽ truyền tải được rất là nhiều đến với ảnh và tác động rất là mạnh đến ảnh. Cái này gọi là thay lời muốn nói đấy. Thay lời muốn nói. Thì em muốn nhắn gửi với con em là em muốn con em biết là cái hành trình em sinh bé và hai và ba mẹ đã đón chào con đến thế giới này như thế nào. Và em cũng gửi lời cảm ơn tới chồng em với ba mẹ chồng với ba mẹ em là lúc nào cũng rất là hỗ trợ rất là nhiều để cho giúp em
nuôi bé. Cảm ơn Thế Hiền rất là nhiều. Em đã đến với chương trình và cũng như là chia sẻ hết tất cả mọi thứ, cũng như là cho anh chị hiểu được cái cảm giác là ồ mình làm cái gì, mình cũng phải có kế hoạch nha Hoàng Anh nha. Và chương trình có một cái món quà rất là ý nghĩa dành tặng em. Đây là gừng đen vi sinh đến từ Nhật Bản. Thì gừng đen này có tác dụng là giúp cho cơ thể của em tăng cường hệ miễn dịch cũng như là vượt qua cái bệnh cảm cúm ở mùa cali mùa lạnh này. Cũng như là cho em có một cái làn da coi như là chống lão hóa da, một cái làn da rất là đẹp. Chị cảm ơn em rất nhiều. Chương trình cũng đã tạm dừng rồi. Kim Hiền rất vui vì mọi người dành thời gian cũng như là chia sẻ cùng với lại khách mời. Chương trình được phát sóng vào lúc 15:20 vào thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV7 và kênh YouTube MCV Media. Và chương trình này sẽ được ghi hình tại Cali, là nơi để gặp gỡ giao lưu với các bà mẹ bỉm sữa trên đất nước Mỹ. Cho nên là các bà mẹ bỉm sữa hãy mạnh dạn đăng ký tham gia chương trình để chia sẻ những câu chuyện, những kỷ niệm vui buồn của mình đến với chương trình và mọi người nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.